Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình khoa học kỹ thuật. Dạ vâng, thì với cái trái cầu tròn đó đó nữa thì hả? Không không quay lại không hả? mình đổi chút xíu thôi, mình nói rằng là để nhắc lại là hồi nãy cái trái cầu tròn đó phần 2 là chấm dứt không nói nữa. Như lòng chưa? Chúng ta nói tới robot đi thưa quý vị. Dạ vâng. À, nhà thiết kế trẻ tài năng theo đuổi sự đổi mới để đưa một cái robot hình người vào cuộc sống của mình như thế nào? Nhà thiết kế trẻ tài năng người Trung Quốc đã thành lập một công ty công nghệ của riêng mình và đạt được tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển robot hình người, bắt đầu phản ảnh khả năng thể chất của robot ngoài đời thực. Wang Xingxing là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ ở Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, nghiên cứu robot hình người có tên là H1. Với chiều cao 1m8, cân nặng 47kg, robot ấn tượng có thể đi bộ nhanh như một người trưởng thành vậy. Được hỗ trợ bởi công nghệ AI, H1 tiếp thu được nhiều chức năng mới, được chứng minh có khả năng học hỏi rất nhanh. Chính vì được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo nên nó sẽ có cải tiến kỹ thuật hàng tuần, hàng tháng. Thí dụ, đây là kỹ năng mới mà nhóm này phát triển gần đây. Hãy đưa tay lên và như thế này, hãy lên lầu. Wang vừa nói vừa đưa ra một loạt lệnh cho robot của anh ta. Điều đáng chú ý là Wang và nhóm của anh mất nửa năm để đi xa đến như thế mà thôi. Sau đó, Wang đã có kế hoạch nâng cấp hơn nữa H1, mang đến cho robot nhiều chức năng và phạm vi ứng dụng, khiến nó trở nên hữu ích hơn trong cuộc sống thường nhật. Đó. Bây giờ quý vị thấy là robot nhiều, thiệt là nhiều luôn ha. Rất là nhiều nhà đầu tư, kinh doanh phát triển ứng dụng robot này. Mà quý vị thấy là trong vòng nửa năm thôi mà cái team có thể làm ra được như vậy thì cũng gọi là rất là tiến bộ, rất là nhanh chóng luôn. Và bây giờ đi đâu chúng ta cũng thấy là AI, trí thông minh nhân tạo được ứng dụng rất là nhiều, đặc biệt trong những lĩnh vực về khoa học kỹ thuật. Đó, đó là cách mà robot này di chuyển. Nặng 47kg thôi đó. Rồi, 47kg. Nhà 47kg và cao 1m8. 47kg. Cái gì chị em làm gì, nó nhỏ hơn em. Ừ, nó chị... nhẹ hơn em. Ừ, đang tính nói câu đó luôn đó. Sao chị 47kg. Tự nhiên cái 47kg cái nhìn qua ồ mà chị gì đó. Không, đang tính nói chắc 47kg không biết mình nhiêu hay chắc cũng cỡ đó. Và đang tính nói vậy cái chỉ qua em thôi chứ không có ý. Không. Trời, có ánh ý. Mắt chị lấp lánh lắm luôn đó chị Tệ. Ánh mắt chị lấp nhưng lánh mà, ra luôn. Nó nghe đó. Nè, bớt ăn bánh chưng bánh tét thôi thì cũng cỡ bằng robot đó, hiểu không? Tết là phải ăn bánh tét bánh chưng. Ngày thường thì cũng mặc định là như vậy luôn. Làm ơn là mặc định là Tết là phải ăn bánh mứt, ăn đồ ngọt. Đúng rồi. Ừ, ăn bánh chưng bánh tét, ăn cho thoải mái. Mình muốn giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Đúng rồi. Đúng không? Chứ mình không thôi không gìn. Bị mai một. Nếu mình không ăn ở xứ người đó thì làm sao mà mình duy trì được? Duy trì văn hóa. Cho nên ăn phải ăn. Thưa quý vị, chúng ta đến với một công ty khổng lồ về điện thoại thông minh của Trung Quốc. Xiaomi đã giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên. Công ty khổng lồ về điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi đã đưa ra một cái nhìn về chiếc xe điện đầu tiên của mình khi ra mắt công nghệ xe điện tại Bắc Kinh. Đồng thời, công ty này đã mạnh dạn đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới. Tại sự kiện ở thủ đô Trung Quốc, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành Xiaomi là Lei Jun đã tiết lộ một số công nghệ mới nhất của công ty, từ động cơ điện và pin cho đến hệ thống lái thông minh và cabin thông minh. Sau khi tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về SU7, mẫu xe điện đầu tiên của công ty Xiaomi, Lei đã công bố mục tiêu đầy tham vọng là trở thành một trong 5 nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới trong vài thập niên tới. Xiaomi cho biết họ dự trù chi 20 tỷ nhân dân tệ, tức là 2.8 tỷ Mỹ Kim, để nghiên cứu phát triển trong năm nay, tăng 25% so với năm 2022. Vì công ty có vẻ sẽ đẩy nhanh mục tiêu của mình và Lei đang có tâm trạng phấn chấn khi phát biểu trên sân khấu về việc công ty sẽ đạt được tầm nhìn như thế nào. Lei nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ cabin thông minh của Xiaomi và hệ sinh thái của nó, giải quyết những lo ngại về hiệu suất của pin xe hơi điện trong mùa đông, được xem là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người sử dụng xe điện. Xiaomi cùng với những công ty khổng lồ công nghệ khác của Trung Quốc như là Huawei và Baidu cũng đã mạo hiểm thâm nhập vào thị trường xe điện nội địa đang phát triển nhanh chóng. Dữ liệu chính thức cho thấy Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới về doanh số bán xe hơi và xe điện, với xe chạy bằng pin của nước này chiếm 60% tổng doanh số bán hàng toàn cầu. Trong khi đó, sức hấp dẫn trên toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc cũng ngày càng tăng, chiếm 8% xe điện mới bán ra tại châu Âu trong năm 2023, tăng từ 6% từ năm ngoái và 4% từ hồi 2021.
Nhà đây là công ty điện thoại đó thưa quý vị, cạnh tranh với là Apple đó, mà bây giờ họ đã ra mắt chiếc xe điện đầu tiên và muốn tập trung vào lĩnh vực xe hơi điện, muốn đạt cái tham vọng, cái mục tiêu là một trong năm công ty sản xuất xe hơi điện lớn nhất toàn cầu, từ một cái công ty sản xuất điện thoại. Cái gì cũng có bắt đầu ha. Yeah. Cho nên rằng là wow. Gần đây quý vị có thể thấy là ở Trung Quốc họ đã tăng tốc về việc nghiên cứu phát minh và tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ rất là nhiều luôn. Khi mà trên thế giới nói tới xe điện là bắt đầu nhiều công ty ở Trung Quốc đồng loạt là giới thiệu những loại sản phẩm xe điện khác nhau để cạnh tranh. Mà do cái giá thành thôi ha. Thí dụ như là vừa cũng là sáng tạo ra như vậy, rất là, nhưng mà phải comparable, tức là những cái công ty mà mới ra đó thì cái giá phải tương đối là phải rẻ. Thì mới... Nếu như hồi trước cách đây vài năm á, Tesla được xem là một trong những công ty đi đầu á, thì bây giờ trên thế giới công ty nào cũng có xe điện hết á. BMW, Lexus, Mercedes rồi, có hết. Có hết rồi, bây giờ có hết rồi. Vân vân. Họ cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt luôn, cho nên tới khi mà cái lượng cạnh tranh mà tăng lên thì Tesla hạ giá thành liền để mà cạnh tranh cho kịp. Rồi không chỉ cạnh tranh với những cái hãng sản xuất xe hơi truyền thống trên thế giới như là Lexus, Mercedes, Lamborghini vân vân, mà bây giờ cạnh tranh với những cái hãng mới này của Trung Quốc nữa nè. Trung Quốc có nhiều cái hãng xe điện mà đây là một trong những hãng mới, và họ cũng muốn là đưa vào các nước châu Âu, châu Mỹ này kia để mà cạnh tranh luôn. Dạ vâng, rất là không, mà thực sự là càng ngày mẫu mã càng đẹp. Nói nha, cho ngay á, bây giờ đó là nếu mà mua Tesla rồi, mặc dù là thích chạy đó, nhưng mà giờ có chiếc xe, những cái gì chị tôi thấy cái model Mercedes nè, rất là đẹp, xe điện rất là đẹp, mà mình cảm giác á là cái body rất là chắc và cứng. Dĩ nhiên như quý vị biết, cho nên rằng là nếu mà phải chi chưa mua thì có thể là mua chiếc Mercedes. Và giá cũng tương đối khá rẻ. Ta cạnh tranh đó. Kính thưa quý vị, và đó là một số những tin tức và bản tin tổng hợp trong chương trình khoa học kỹ thuật tuần này. Chúng tôi rất cảm ơn sự đón xem ủng hộ quý báu của quý khán thính giả dành cho chương trình và dành cho đài IBC. Một lần nữa, Toàn và Thuyết Nha xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp của đài.